Hôm nay em sẽ cùng với các bác tham quan thung lũng tình yêu ở Đà Lạt các bác nha. Để các bác nào mà không đi được thì các bác cũng có thể biết là thung lũng tình yêu như nào nhé. Trước tiên là từ cổng vào thì em đi qua cổng rồi. Và ngay trước mặt thì là cầu kính nhé các bác nhé. Cầu kính tương đối dài ạ. Và tương đối cao nhưng mà em chưa đi. Bây giờ em phải đi ở bên dưới đã, tí em mới đi. Đây các bác theo chân em đi nhá. Vào thung lũng tình yêu thì có một cái khi mà chúng ta nhìn thấy đó là rất nhiều hoa. Hoa Đà Lạt các bác ạ. Được. Ừ, trái tim. Không. Chụp ảnh sáng phết đây này, nhìn ra này, phết phết đây này. Đấy, không được. Phía bên dưới này đang tổ chức trò chơi tập thể, chắc là họp lớp hoặc là cái gì đó. Rất là vui nha. Ui dồi ôi, giật mình lên người thật à. Ui. Ôi, cổng chào bằng hoa các bác ạ. Cổng chào bằng hoa. Toàn bộ là cổng chào bằng hoa. Giống hoa chăm chỉ thế. Giá vé vào cổng là 250.000 một khách nha các bác nhé. Nếu mà các bác ghép vào đoàn nào đó thì còn 230.000 nha. Mặc dù mẹ con em đi hai người nhưng mẹ con em vẫn giả vờ đi theo đoàn để có giá 230.000 một khách các bác nhé. Cứ đứng vào một cái đoàn nào đấy giá vé nó sẽ giảm, hoặc là mua qua cò các bác ạ. Người ta gọi đây là thung lũng ngàn hoa, toàn có là hoa không. Hôm nay em sẽ dành nguyên cả một buổi sáng chỉ để ngắm hoa các bác ạ. Chụp mấy liền luôn chị ơi. Cái cổng bằng hoa nó cũng dài khoảng độ 30 mét. Bên dưới này cũng toàn là hoa thôi các bác ạ. Ôi giời, tulip. Tulip. Một rừng hoa tulip. Ngắm hoa tulip các bác nha. Ồ, có một điều đặc biệt đó là tulip giả các bác ạ. Em lại cứ tưởng tulip thật. Đây, một vườn hoa tulip giả. Còn lại những hoa khác thì là thật nha các bác nhé. Ở trên này còn có những cái trò chơi cảm giác mạnh các bác ạ. Không giống Vinpearl. Vinpearl sang chơi không đủ thời gian và công sức để đi. Khu trưng bày tượng sáp vào đây tí Linh. Khu trưng bày tượng sáp. Đây là khu chơi game các bác ạ. Trò chơi ấy. Các loại trò chơi game. Tượng sáp những nhân vật nổi tiếng thế giới. Vào khu trưng bày tượng sáp coi. Có gì hay ho này. Từ đấy không? Không sao thiệt mà mày. Chắc 2 mét luôn. Đâu có 18 mét à.